Có đa dạng dòng các loại cây ăn quả, trồng trong chậu mà vẫn ra hoa, ra quả. Đó là do cây ăn quả được nhân giống bằng phương pháp chiết cành, nên cây với bộ rễ ăn nông mà vẫn cho ra trái sớm, thường cho trái sau một năm trồng trong chậu. Cây ăn trái trồng trong chậu cần để nơi gần với ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng vào buổi sáng, cây mới cho ra trái. Do cây trong chậu phải tưới đẫm nhiều nước và kê dưới đáy chậu giúp thoát nước tốt. Phân bón cho cây ăn quả trồng trong chậu phải bón luân phiên định kỳ giữa phân hữu cơ và phân vô cơ. Thứ nhất là mít Thái siêu sớm. Mít Thái siêu sớm là giống mít ngoại nhập được du nhập vào Việt Nam qua con đường sách tay. Được trồng từ vài năm nay với ưu điểm thời gian cho thu hoạch nhanh, chỉ từ 12 đến 15 tháng sau khi trồng. Muối mít mọng, giò ngọt là cây trồng ăn quả trong thùng xốp và trồng chậu rất hợp lý. Thứ hai là sung Mỹ. Sung Mỹ là loại cây trồng làm cảnh phổ biến, nhưng ta vẫn có thể tận dụng cả lá và quả. Điểm nhấn của cây sung Mỹ là lá có kích thước lớn, chịu được thời tiết khắc nghiệt và sinh trưởng tốt ở đất ít dinh dưỡng. Thứ ba là cây bơ. Bơ là loại quả tốt cho sức khỏe. Ăn bơ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và béo phì, hỗ trợ giảm cân, tăng năng lượng, tốt cho mái tóc và làn da. Thay vì bỏ tiền túi ra để mua bơ ăn, việc tự trồng một vài cây bơ tại nhà giúp bạn tiện đôi đường, khi vừa có cây nhỏ xinh làm cảnh, vừa có quả để ăn. Thứ tư là cây ổi. Cây ổi không chỉ là loại trái cây ngon, phổ biến của người Việt, mà còn có rất nhiều công dụng, làm đẹp da, ngừa cao huyết áp, giảm ho. Có nhiều loại như ổi Đài Loan, ổi tím, ổi Nhật, ổi không hạt, v.v. Cây ổi nói chung hầu như không kén đất. Tuy nhiên, do trồng trong chậu nên cần lưu ý chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt. Để hạn chế chiều cao của cây, bạn có thể định kỳ cưa hoặc cắt bớt phần ngọn để thân ổi phát triển theo chiều ngang. Thứ năm là cây chuối. Chuối không chỉ mang đến cho người trồng loại quả giàu dinh dưỡng, mà còn là loại cây có tính trang trí cao. Chuối là loại cây nhiệt đới nên đa dạng, nhiệt và độ ẩm. Thứ sáu là dưa hấu. Loại dưa hấu quả nhỏ rất dễ trồng trong chậu. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một dàn dây leo hỗ trợ, thiết kế dễ dàng và tưới bón định kỳ. Ngoài trồng chậu ra, dưa hấu cũng là loại cây ăn quả trồng trong thùng xốp rất hợp lý bạn nhé. Thứ bảy là cây mận. Mận là giống cây ăn trái được trồng nhiều nơi trên thế giới. Ở đô thị rộng như thành phố Hồ Chí Minh, cây mận trồng dễ làm cảnh, hoa và lá mận có mùi hương dễ chịu. Cây mận miền Nam hay mận Hà Nội đều có thể phát triển cho trái khi trồng trong chậu. Để cây phát triển tốt, bạn nên bón phân định kỳ, thêm đất, nhất là giai đoạn trước và sau khi thu hoạch trái cây. Thứ 8 là cây lê. Quả lê là một loại quả hết sức quen thuộc với mọi người. Không chỉ ngon miệng, quả lê còn có rất nhiều lợi ích khác. Hơn nữa, kỹ thuật trồng cây tốt dễ dàng cho năng suất cao. Thứ 9 là cây khế. Ngoài trồng lấy bóng mát và ăn quả, cây khế còn được trồng làm cây bonsai với nhiều trái chín triệu cành, thể hiện sự sung túc và đầy đủ. Thứ 10 là cây đào. Cũng như cây táo, đào cũng có giống lùn, tự thụ phấn và có chiều cao không vượt quá 2 mét. Một số giống cây đào lùn có thể trồng trong chậu như Golden Gen, Eldorado, v.v. 11 là cây Việt Quất. Là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, giá bán đắt và thường phải nhập ngoại với giá tiền triệu. Việt Quất khiến nhiều người trồng rất ưa thích. 5 năm trước, Việt Quất dường như chỉ thích hợp trồng ở nơi có khí hậu mát lạnh. Song thời gian gần đây, nhiều người trồng đã khoe thành quả thu hoạch loại cây này ở thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, v.v. 12 là cây nhãn. Cây nhãn không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Cây nhãn có thể trồng gần như quanh năm, nhưng nếu trồng vào mùa mưa thì cần chú ý thoát nước cho cây, vì nếu mưa nhiều thì đất sẽ bị làn làm cho cây chết vì ngạt rễ. 13 là cây quất. Cây quất rất được ưa chuộng để trồng làm cảnh. Nếu chăm sóc tốt, rất có thể bạn sẽ có một cây cảnh đẹp để chưng trồng trong nhà vào dịp Tết cổ truyền. 14 là cây dâu tây. Dâu tây là loại dễ trồng, không đòi hỏi phải có chậu to hay không gian rộng. Chỉ với một chiếc ban công hẹp, bạn đã có thể thấy những chùm dâu tây đỏ rực đầy quyến rũ. Cây có khả năng tự nhân giống, tự thụ phấn, nên bạn chỉ cần cung cấp đủ nước, dinh dưỡng để chúng phát triển. 15 là cây đu đủ. Trồng cây đu đủ trong chậu giúp tiết kiệm diện tích, tạo điểm nhấn thú vị cho ngôi nhà. Trồng đu đủ trong chậu không khó vì nó là một loại cây nhỏ sống ngắn ngày. Bạn có thể trồng bất kỳ giống đu đủ nào trong chậu và cắt bớt phần ngọn để thu ngắn. 16 là cây nho. Sau thời gian dài lai tạo, nho đã có thể phát triển và cho trái khi trồng trong chậu. Để cây nho phát triển tốt, bạn cần tìm hiểu chi tiết về thời gian tỉa cành, định kỳ bón phân, v.v. 17 là cây lựu. Lựu không chỉ là loại trái cây yêu thích của nhiều người, mà việc trồng cây lựu trong chậu còn có tác dụng làm cảnh trong nhà, mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy. Bí kíp trồng cây lựu trong chậu rất đơn giản, chỉ cần bạn dành chút thời gian mỗi ngày để quan tâm tới việc tưới tắm, ánh sáng, bón phân hữu cơ đầy đủ thì sẽ sớm thu hoạch được thành quả là những trái lựu đỏ xinh rực rỡ. 18 là cây dứa. Dứa là loại cây nhỏ, mọc thành khối và không cao quá 1,5 m. Ngoài ra, dứa có rễ nông nên rất thích hợp trồng trong chậu. Dứa cũng là loại cây ưa nhiệt, ẩm. 19 là cây chanh. Bên cạnh khả năng giúp chị em làm đẹp, phát huy công dụng trong nhà bếp, vệ sinh nhà cửa, chanh tươi còn nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì vậy, việc trồng cây chanh trong nhà được xem như một sự lựa chọn sáng suốt của người làm vườn. 20 là cây thanh long. Thanh long thích hợp với khí hậu nắng nóng, chịu được hạn giỏi và rễ không chịu được quá ẩm ướt. Trồng cây thanh long trong vườn không chỉ có quả sạch để thưởng thức, mà bạn hoàn toàn có thể làm cảnh. 21 là cây cam hoặc quýt. Cây cam, quýt đều có thể trồng trong chậu và đều có thể cho trái sau 3-5 năm tùy loại. Để cây phát triển tốt trong chậu, bạn cần bón phân theo định kỳ, nhất là trước khi cây ra hoa hay sau khi thu hoạch trái. 22 là cây dâu tằm. Toàn bộ cây dâu đều là những vị thuốc tốt, thậm chí những sinh vật ký sinh trên cây dâu như sâu hay tổ bọ ngựa trên cây cũng trở thành những thuốc đã được lưu truyền từ lâu đời trong dân gian. 23 là cây xoài. Cây xoài khá dễ trồng, cây trồng khoảng 3-4 năm là có quả. Có rất nhiều giống xoài thích hợp để trồng kiểng. 24 là cây cóc Thái. Cây cóc, nhất là giống cóc Thái, có thể sinh trưởng, phát triển, cho ra trái khi trồng trong chậu ngay từ tháng thứ 3-6 sau khi bạn mua từ cửa hàng cây cảnh. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt, trong giai đoạn này, bạn nên lặt bỏ hoa để cây tập trung phát triển thân và lá. 25 là cây na. Na là loại cây ăn quả được trồng nhiều trên khắp các vùng miền nước ta. Quả na có vị rất ngọt, có thể dùng làm sinh tố. Na có chứa nhiều vitamin C rất hữu ích cho cơ thể. 26 là cây mâm xôi. Mới được du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu, mâm xôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhà làm vườn. Tự trồng mâm xôi trong vườn sẽ là một ý tưởng tuyệt vời, giúp bạn vừa tiết kiệm, vừa có những quả mâm xôi chín đỏ tô điểm cho vườn nhà. 27. Cây bưởi da xanh. Khi nhắc đến cây ăn quả trồng trong chậu, thì bạn không nên bỏ qua cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh là cây ăn quả ngon. Khi bạn trồng cây ghép thì có thể mất 1 năm bạn đã thu được trái ăn. Hiện nay, rất nhiều nông dân phố đã trồng bưởi da xanh trong chậu, vì là cây khá dễ trồng và chăm sóc. Trên đây là 27 loại cây ăn trái dễ trồng, có thể đặt trong chậu trước nhà hay trên sân thượng. Nếu còn sót loại cây nào mà mình chưa nhắc tới, mong sự góp ý từ các bạn để mình biết thêm. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau nhé!